Thưa quý vị, những năm trước đây, vào thời điểm gần Tết Nguyên đán, bến xe trung tâm thành phố luôn sôi động. Các hãng xe tuyến cố định luôn phải tăng cường nhân viên để bán vé xe Tết phục vụ hành khách. Song năm nay, do tình hình phức tạp của dịch bệnh COVID-19, người dân hạn chế đi lại nên các quầy vé của các nhà xe hiện đang vắng khách. Tuy nhiên, bến xe trung tâm Đà Nẵng vẫn triển khai phương án để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân. Còn 2 tuần nữa là đến Tết cổ truyền dân tộc, nhưng các quầy bán vé tại bến xe trung tâm Đà Nẵng rất ít quầy mở cửa và thưa thớt người mua. Đại diện nhà xe cho biết, công ty vẫn mở bán vé qua các kênh trực tuyến, đặt vé qua mạng như những năm trước, nhưng dịch bệnh còn phức tạp, nhu cầu đi lại của người dân rất ít. Tuy vậy, Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng vẫn yêu cầu các doanh nghiệp vận tải, bến xe trung tâm thành phố bố trí đầy đủ xe phục vụ hành khách trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân Nhâm Dần 2022. Đồng thời, tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch COVID-19. Hiện nay cái số lượng mà hành khách mua vé đi thì nó cũng đạt khoảng 20-30%. Thì vì hiện nay thì cái việc những đơn vị vận tải hoạt động thì những cái vấn đề họ thu cũng chưa đủ cho bù chi. Cho nên cái đó cũng là một cái khó khăn của đơn vị vận tải. Mặc dù nó khó khăn nhưng mà chúng tôi cũng phải yêu cầu tất cả về cái giá cả về vé. Thì các đơn vị vé hoặc là các nhà xe thì phải niêm yết giá vé. Thì cái việc giá vé nó thì theo đúng quy định của Sở Tài chính cũng như Sở Giao thông để mà thống nhất một cái giá. Theo đó, từ nay đến Tết Nguyên đán, bến xe Đà Nẵng sẽ chuẩn bị 372 xe đi các tỉnh phía Bắc và 202 xe đi các tỉnh miền Trung Tây Nguyên, đồng thời tăng cường thêm xe đi liên tỉnh có cự ly gần. Sau Tết, các hãng sẽ triển khai thêm khoảng 200 xe để phục vụ hành khách đến các tỉnh phía Nam. Ngoài việc tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn giao thông, Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu các hãng xe không chở quá số người quy định, niêm yết công khai giá vé Tết tại quầy. Đối với các trường hợp cố tình bán vé sai quy định bị hành khách phản ánh, các cơ quan chức năng sẽ kiểm tra xử lý theo đúng thẩm quyền. Và cho đến giờ phút này thì tất cả các công việc liên quan đến công tác phục vụ tác khách thì đã hoàn tất. Sở cũng đã chỉ đạo các đơn vị vận tải xây dựng cái phương án vé, giá vé cho việc phục vụ Tết. Thì trong việc này có sự tham gia của cả cơ quan quản lý thị trường, của cả Sở Tài chính và các cái đơn vị liên quan để làm sao mà kiểm soát được cái dịch vụ. Hiện nay, bến xe trung tâm Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách liên tỉnh lên phương án dự phòng xe trên các tuyến để kịp thời giải tỏa khách tăng đột biến tại bến xe. Mặt khác, triển khai sớm nhiều hình thức bán vé đến tận tay hành khách, chủ động ký hợp đồng với các trường đại học, cao đẳng, khu công nghiệp, khu chế xuất và cơ quan đơn vị thuộc lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố có nhu cầu vận chuyển khách từ đơn vị mình đi các tỉnh, thành phố khác trong cả nước.